Biến động top 30 người giàu nhất thị trường chứng khoán. 6 tỷ phú đô la bốc hơi cả chục nghìn tỷ. Tài sản CEO VNG vượt mốc 3.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có tuần giao dịch ảm đạm khi VN Index giảm về sát mốc 1.060 điểm, khiến cho khối tài sản của top 30 người giàu nhất sàn giao dịch tiếp tục hao hụt từ đầu năm tới nay. Tại ngày 10 tháng 2 năm 2023, top 30 người giàu nhất sàn chứng khoán sở hữu khối tài sản hơn 393.000 tỷ đồng, suy giảm 19.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước, và giảm 5.000 tỷ đồng tính từ phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022. Theo đà đi xuống của cổ phiếu bất động sản, VIC của Vingroup là một trong những mã tác động tiêu cực nhất đến thị trường tuần qua. Kết phiên ngày 10 tháng 2, VIC giảm xuống còn 54.000 đồng trên một cổ phiếu. Giá cổ phiếu giảm khiến chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng mất 4.400 tỷ sau một tuần và cũng là người mất nhiều tiền nhất trong top 30. Tài sản của ông hiện còn gần 120.000 tỷ đồng. Mã HPG cũng giảm xuống còn 20.500 đồng trên một cổ phiếu, khiến ông Trần Đình Long đánh bay gần 1.000 tỷ. Song, nếu so với năm ngoái, thì con số này đã kéo chủ tịch Hòa Phát trở lại vị trí top 2 và trụ vững những tuần qua. Vợ ông Long, bà Vũ Thị Hiền cũng vươn lên top 9. Cuộc đua tranh top 2 ngày càng bất kịch tính do bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang mỗi người tiếp tục đánh bay 1.600 tỷ sau khi hai mã MSN, TCB có một tuần giao dịch ảm đạm, tạo thêm khoảng cách với chủ tịch Hòa Phát. Tài sản của CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn cũng bị bốc hơi trên 1.000 tỷ do giá cổ phiếu công ty giảm. Đây nhìn chung là một tuần không mấy vui vẻ của 6 vị tỷ phú khi mỗi người đều đánh bay trên dưới 1.000 tỷ. Họ đang nắm tổng cộng 242.000 tỷ đồng tại ngày 10 tháng 2, chiếm gần 2/3 tổng tài sản của top 30. Cùng với chủ tịch Vĩnh Hoàn, chủ tịch Sunshine Homes Đỗ Anh Tuấn là một trong hai người xuất hạng mạnh nhất. Trước đó, ông vẫn thường xuyên là gương mặt cạnh tranh sát sao ở vị trí top 2 với các tỷ phú đô la. Tuy vậy, hiện đã rơi xuống top 5 với tài sản còn 25,6.000 tỷ. Vỏn vẹn 3 trên 30 đại diện hiếm hoi không mất một xu là chủ tịch FPT Trương Gia Bình, phó chủ tịch SeaBank và chủ tịch Cosi Group. Tuần qua, cổ phiếu nóng nhất là VNZ của công ty cổ phần VNG khi có 7 phiên tăng trần liên tiếp lên 893.400 đồng trên một cổ phiếu. Qua đó, đưa tài sản của CEO Lê Hồng Minh nhanh chóng tăng lên 3.150 tỷ đồng. Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VNG đã đạt hơn 25.600 tỷ đồng, vượt cột mốc vốn hóa tỷ đô. Từ CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website.